dòng nước nghe rồi tôi tin em đợi chờ. Đêm nay chẳng về vọng tiếng ai hò chợt nghe. Các loa hiệu ứng đang hoạt động. Loa cuối này. Xin chào tất cả các bác, hiện tại em đang ở trong khu biệt thự lâu đài ở khu vực Long Biên, Hà Nội. Và hiện tại thì ngày hôm qua thì bên em đã lắp xong một phòng cinema ở bên tòa này. Đó, ở bên tòa này là ngày hôm qua bên em đã lắp xong, đó là nâng cấp cho bác chủ. Và ngày hôm nay em tiếp tục làm tiếp một hệ thống nữa 7.1 sử dụng toàn bộ loa 4 acoustic ở trong này. Ok, xin mời các bác cùng theo chân em để vào chúng ta vào lắp toàn bộ hệ thống này. Đây là chiếc súp Nitis Amate. Ok, hạ đây thôi. Hạ ngoài dép không mở được. Và toàn bộ chúng ta sử dụng hệ thống 4 acoustic. Đây là dòng 110Q. Đây chính là chiếc center của 4 acoustic. Sử dụng làm loa center. Là đến những chiếc loa tiếp theo. Hiện tại ở đây thì bên em đang sử dụng súp Active của Amante, sản xuất nhập khẩu tại Tây Ban Nha. Đây, tiếp tục. Trong này hơi thiếu sáng. Bên em đang chế tiếp cái hệ thống loa center. Đây chính là loa center chạy xuyên suốt trong cái rạp xem phim này. Hai chiếc đã có rồi. Sau đó em phải kiểm tra ở trên đấy xem là có bị vướng gì không nhé. Xem ở trên đấy có bị kích cái gì không. Đừng đó rồi. Với phòng này chúng ta sử dụng hệ thống 7.1, 7.2, tức là 7 chiếc loa để làm loa hiệu ứng, một loa center và đặc biệt là hai súp để hai bên. Với cấu hình phòng này thì bên em setup vừa là phòng xem phim và vừa là phòng hát karaoke. 7 loa để làm hiệu ứng. Còn bình thường thì sẽ chúng ta chuyển mode ạ. Thì chuyển mode là mode xem phim và chuyển mode là mode hát. Đây, toàn bộ cái vỏ thùng loa phải lật ra hết để những cái đồ này, chẳng may không nó xước cái sàn. Chính là chiếc 4 acoustic center. Đó, các bác có thể xem rất là đẹp đúng không ạ? Tiếp tục đó là loa giữa. Đây là chiếc 4 acoustic 110Q. Với những dòng loa của 4 acoustic thì thứ nhất là độ bền thì không phải nói.
chạy khoảng tầm chục năm vẫn là ok. Thứ hai nữa là dòng loa For Acoustic này thì cái áp lực nó tạo ra nó mạnh hơn so với tất cả những dòng loa khác, ví dụ dòng loa 25 hay dòng loa 30 chẳng hạn. Thì hai chiếc này có thể bằng 3 chiếc khác, thậm chí 4 chiếc khác. Nó tạo ra áp lực rất là mạnh. Vậy là đã gần xong rồi. Chiếc loa thứ 5 đã được lên. Anh em sắp đồ quên mất một cái thiết bị rất quan trọng, đó là DSP giải mã. Thì bên em lại đang phải chạy ra để lấy. Đây, mỗi một căn này thì đều là có một cái hầm, và dưới hầm này thì đều có phòng hát và xem phim. Hôm qua chúng ta đã lắp ở bên kia rồi, và hôm nay tiếp tục chúng ta ở dưới này. Ôi nóng quá. Ok, trong lúc em ra lấy con DSP thì anh em ở trong này đã lên xong loa. Rất đẹp và gấu. Ok, tủ máy là Thảo lắp luôn. Ok, tủ máy là. Đây kệ. Hầm rượu. Đây là cái kệ. Chân. Đánh dấu rồi đấy nhá. 1, 2, 3. Thì đâu đúng một cái đó, em vừa thử rồi đấy. Em sẽ tách riêng. Đó, thế cần toàn bộ đồng nếp vào giữa là xong. Đúng không? Nó cũng đẹp mà. Không, tí nữa thì chỉ sao cân chỉnh vào giữa xong. Đây chính là hình ảnh đầu tiên của con súp Amante Active Made in Spain. Rồi, xin mời các bác cùng xem bên trong con súp mà đắt tiền này có gì. Đây là súp điện Active Nitis Series Nitis. Đây, xem đồ tại Tây Ban Nha như nào đây. Ôi trời ơi, nó làm cả một quyển catalog to vật vã. Quá đẹp, đây chính là Nitis. Ok, chúng ta cùng nhau tiếp này. Nguyên thùng, nguyên hộp. Ok, chỉnh nó đấy. Đọc lên. Logo Amante. Đây, em ở đây rồi. Quá đẹp các bạn. Con súp này có giá là 45 triệu. 45 triệu một chiếc. Wow. Ok. Đây, chúng ta có súp woofer 1000W. Chúng ta đang có hệ thống điện vào. Vào đây. Ok, vậy là con này input là cổng Canon nhá. Lấy dây Canon nhé. Vậy là chúng ta sẽ phải đấu một Canon ra hai loa. Không có rồi. À, mũi tay à? Đây, các bác có thể xem súp Amante quá đẹp. Quá chất đúng không ạ? Trời ơi, sao nó hợp với cái phòng này cái dã man. Trời, nó sinh ra sao nó lại vừa khít đẹp như kia được nhỉ? Tại sao nó có thể đẹp như vậy? Hai con hai bên. Trời ơi, quá đẹp đúng không các bác? For Acoustic song kiếm hợp bích cùng với Amante. Quá tuyệt vời. Chiếc thứ hai.
anh mượn quyển catalog này. Đây, mỗi một con này nó lại tặng cho một cái catalog của giấy bịch như này. Đây, thông số của con Amate Nitis N12W Active 1000W Subwoofer Nitis. Quá chất. Quá đẹp. Đây, chúng ta đang có hai con hai bên. Đây các bác có thể xem. Quá đẹp đúng không ạ? Catalog của nó cho vào đây đi. Ôi đánh này siêu hay. Chưa biết đã thấy hay rồi. Chưa lên âm thanh đã thấy hay rồi. Đây là dây nguồn của con súp đó. Quá gấu. Với hệ thống này chúng ta sẽ sử dụng hai súp Active Amante. Và chúng ta sẽ dùng đánh linh. Đánh linh giữa hai con súp này với nhau. Nhưng mà em vừa hỏi anh chủ chưa? Anh ấy đặt muốn đầu đặt bên đầu bên này hay bên kia? Đầu nào anh? Đầu màn này. Đầu màn em chưa hỏi. Chết cha, mấy anh ấy định để bên này. Một trong góc giao đường một hai một. Ok, mọi thứ đã sạch sẽ sạch đẹp xong. Trước mặt các bác đây đó chính là Mr. Nam. Mr. Nam sẽ căn toàn bộ hệ thống này. Hệ thống này chúng ta sẽ chia ra làm hai hệ thống, một là xem phim, hai là karaoke. Linh hồn của nó chính là con CT 9800 này. Lo. Trải nghiệm chất âm karaoke các bác nhá. Mr. Nam. Quê hương tôi á khu trường sơn, quê hương tôi là cây nước chảy xuôi nguồn, sông cát dài biển xanh thẳm.
bên trăng cao tiếng hòa ơi, nơi mẹ ru che thơ giấc phù hiền hoa và trái gắn quê hương người dân tình. Ok, toàn bộ phần karaoke và xem phim đã xong. Bây giờ xin mời các bác thưởng thức một đoạn xem phim. Xin mời các bác trải nghiệm một số hiệu ứng. Có lẽ qua điện thoại này các bác sẽ không cảm nhận được hiệu ứng. Đó, loa chính. Bật đèn lên, anh dọi tí nào. Bật đèn lên. Đây là bản để test những hiệu ứng. Đó, các loa hiệu ứng đang hoạt động. Loa cuối này. Ok, quá trình setup bên em đã xong. Bây giờ thì em sẽ bắt đầu đấu nối cũng như là ráp toàn bộ cái dây dợ này sẽ gọn gàng lại. Ok, em ngắt hẳn đi nhá. Ngắt hẳn đi nào. Ngắt hẳn. Đó, ở đây chúng ta có một cái thiết bị ngắt là ngắt tự động hết. I don't want to be interrupted. 56 recorded abductions. À, hiệu ứng. Đấy, anh thấy nghe rõ là hiệu ứng đúng không ạ? Đấy, hiệu ứng. I didn't see you. I don't know what's happening here. I don't want to know. Just don't hurt me. Thank you. Cái thiết bị mua lên thì lại này thì khi lắp đặt em thì nó sẽ mình kiểm tra đúng cái model này. Còn cái giá này thì phải bớt cho anh nhé. Không thể chưa
mình từng thế ước mãi không bao giờ xa, mà cớ sao ta giờ đây bước qua đời nhau, rồi trái tim ta phải đau nhớ nhung vì nhau, và có khi nào em thấy tiếc nuối mặt chiếu thì kim dùng thì phải. Ôi nhưng mà cái máy chiếu để riêng một cái nút cho anh ấy, bởi vì đôi khi không. Bật một con ở dưới nữa. Để lúc cho nó bật hết này nữa, bật con ở dưới. Con pin thì có nhu cầu cho pin không? Em có một sạc pin hay là sau này anh sẽ để nguồn. Sạc pin. Ok dạ. Đấy anh tắt thì anh tắt nút nguồn đến là xong thôi. Anh tắt thử luôn đi, anh tắt thử luôn. Máy chiếu. Tắt một nút đấy là xong. Ok. Cái nguồn của mình cắm là tổng nguồn ở đây đúng không? Đúng rồi, đây nó đây này. Nó ở dưới ly wire này. Thực ra thì bộ này cắm thẳng vào điện kia cũng được, không cần phải ly wire này. Không, cái đấy là màn hình chờ, không sao được. Màn hình chờ được. Chắc chắn rút cái này được không? Được, anh muốn chắc chắn anh rút luôn ra cũng được. Đúng rồi. Ở trong này là tự động ngắt hết mà, nó có át hết trong đấy mà. Ok, bên em đã xong công trình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các clip tiếp theo. Bây giờ là tối rồi. Bây giờ cũng là tối rồi. Xin mời các bác ngắm qua nhà đi. Quá đẹp.